Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương. Và hãy nhớ nút đăng ký kênh và để lại một like để được cập nhật và được theo dõi những chiếc xe về mới nhất từ kênh. Thì trong ngày hôm nay thì em giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu xe Nissan nhập Nhật, nhập khẩu Nhật Bản. Và đây là một chiếc xe được sản xuất năm 1998. Và nó là phiên bản số tự động nha anh chị và các bạn, động cơ 2.0. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này nó tầm khoảng đâu đó 8 đến 9 lít trên 100 km. Cũng là một cái mức xăng cũng bình dân thôi, không phải là quá cao mà cũng không phải là quá thấp. Nhưng mẫu xe này sẽ mang lại cho chúng ta một cái cảm nhận chạy rất là chắc chắn, rất là đầm xe. Đây là một chiếc xe Nissan phân khúc của hãng Toyota Camry. Thì trước ngày trước đó chỉ thua kém một chút phần nào đó thôi. Về phần thân vỏ thì Nissan Sunny phiên bản nhập Nhật này thì anh chị và các bạn yên tâm một điều, đó chính là cho đến thời điểm hiện tại, tuy là đã rất là nhiều năm tuổi rồi nhưng nó vẫn là một dòng xe tôn vô cùng là chắc chắn và dày dặn, bền bỉ. Kiểu dáng thì dòng xe này nhìn rất ổn và giá chỉ có 110 triệu đồng cho anh chị và các bạn có thể sở hữu được một Nissan Sunny nhập khẩu này. Kiểu dáng chiếc xe cũng không phải là quá xấu. Nếu để so với phân khúc tầm giá này thì có lẽ chúng ta hãy hình dung ra một chiếc Forester 2001 hoặc 2002. Hoặc chúng ta có thể so sánh với những mẫu xe Mitsubishi Lancer. Đó, rất là nhiều những cái mẫu xe mà phân khúc 2001, 2002 phiên bản số sàn. Thì Nissan phiên bản nhập Nhật này nó chất lượng hơn rất nhiều mà giá cả nó vẫn là hợp lý. Và chiếc xe này cũng không phải là lúc nào cũng có thể mua được. Đây là con xe đầu tiên và cũng là con xe đầu tay mà mẹ em đã mua được và đã sở hữu được chiếc xe này để nhường lại cho anh chị và các bạn có nhu cầu. Tất cả mọi thông tin thì anh chị và các bạn hãy liên hệ em theo số điện thoại là 0966 668 121 để có thể chốt được em này nha. Em sẽ quay chi tiết cho anh chị và các bạn xem, lướt qua một vòng cái thân vỏ của xe. Xe sơn xe màu bạc và có vẻ sơn về phần ngoại thất thì vô cùng ổn, nhìn không xấu, thân vỏ đẹp. Và xe đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2019, đăng kiểm còn rất là dài. Và bản thân những cái dòng Nissan Sunny, dòng xe này thì khấu hao của nó không có nhiều. Biển số 29S1260, biển số Hà Nội. Và chúng ta hãy quay trở lại với nội thất của xe thì em sẽ giới thiệu qua cho anh chị các bạn. Thì bản thân của chiếc xe Nissan nhập Nhật này thì cái phần nhựa xe của phần tắp ni nó thiết kế giống như chiếc Mazda 323. Và nó cũng giống như những chiếc xe Camry. Nói chung là tất cả những mẫu xe nào mà nhập khẩu từ đời bấy giờ thì nó thiết kế cái da kiểu như này rất là chất lượng. Như chị các bạn nhìn thấy, nó rất là nâu xuống, cho đến thời điểm hiện tại nhìn nó vẫn không bị xuống xe mấy. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy đây, tất cả những cái phần nhựa xe nhìn rất là cứng cáp phải không ạ? Ghế vẫn là ghế cơ. Và nội thất xe, bản thân của chiếc xe này điều hòa thì rất là mát, điều hòa mát. Và đây là phiên bản số tự động, chạy rất là nhàn nha anh chị các bạn, và chạy đầm và chắc xe. Vô lăng thì bản thân chiếc xe này không có túi khí, nhưng anh chị các bạn nhìn thấy đây, nó từ đài 1998 nhưng thiết kế những cái bảng đồng hồ này nó rất là cái gì đó cao cấp rồi. Xe chạy 28 vạn chuẩn. Anh chị các bạn nhìn nội thất xe đây, rộng rãi, thoải mái, ngồi rất là rộng rãi, nội thất mịn căng, trần nỉ. Anh chị các bạn có thể nhìn thấy này. Và bản thân của con xe này là không có lỗi gì, máy hoạt động rất là tốt. Và phần số cũng vậy. Chiếc xe này chúng ta mua về là chỉ việc thay dầu mỡ là chúng ta chạy thôi. Xe chỉ có một thôi nha anh chị các bạn, hãy nhanh tay liên hệ cho em số điện thoại 0966668121 nha. Đây, anh chị và các bạn nhìn thấy keo chỉ và tất cả những cái phần tôn của xe
nó vẫn còn hoàn toàn là nguyên bản theo xe cả. Đây, chúng ta hãy nhìn những cái mẫu xe nhập Nhật thời đó thì đây là cái máng nước. Khi mà chúng ta đóng cửa vào thì nó sẽ che đến đây rồi, và nước cũng sẽ chảy theo cái rãnh này hất xuống. Nhưng mà để bản thân xe này thì các bạn nhìn thấy đây, nó không có mọt gì cả, rất là mỏng. Và tôn và tất cả mọi thứ keo chỉ gần như là nguyên bản. Chúng ta nhìn thấy này, một dòng xe nhập Nhật. Bên trong này đây, chúng ta nhìn thấy đây, nó hoàn toàn là không có mọt gì cả. Từ đời 1998 đến giờ, nhưng mà tôn rất là chắc chắn, phải công nhận, phải thừa nhận một điều như vậy. Còn máy của dòng Nissan nhập khẩu này thì chúng ta lại càng yên tâm hơn. Nó rất bền. Toàn bộ cái phần bên trong này là sơn zin 100%, và chưa có bị va quệt hay là bị đâm đụng gì cả. Nissan nhập Nhật, một dòng xe khá là chắc. Đây, quý chị các bạn thì nhìn thấy, và âm thanh đầy đủ nhá, âm thanh của chiếc xe này thì đầy đủ. Âm thanh đầy đủ nhá. Chúng ta hãy nhìn này. Nguyên bản cả nha tất cả mọi người. Và hệ thống gầm và tất cả những hệ thống của Babone, chúng ta nhìn thấy nó thẳng đét luôn. Và hệ thống gầm cũng vậy, rất là đẹp. Gầm bệ rất là đẹp. Và gần như chúng ta sẽ không cảm thấy là chiếc xe nó bị mọt. Tôn vỏ rất là chắc chắn. Đây, tất cả nâng hạ kính, tất cả hoàn toàn là nguyên bản theo xe và hoạt động rất là tốt. Nên xuống rất là nhạy. Đây, chúng ta hãy nhìn cái da của xe đây. Nó y hệt những chiếc Camry. Đây là đăng ký, đăng kiểm của xe nha tất cả mọi người. Đây đăng kiểm của xe Nissan Primera, sản xuất năm 1998, nhập Nhật Bản. Tất cả, nói chung tất cả những dòng xe nhập khẩu đều là những dòng xe chạy rất là chắc chắn. Và động cơ của xe là 2.0. Đăng kiểm của đến 22 tháng 4 năm 2019. Đây đăng ký của xe. Xe thì được đăng ký lần đầu là gọi như là chủ xe bắt đầu mua từ năm 2000. Chúng ta nhìn thấy từ năm 2000. Ok. Bản thân con xe này thì nổ phát là đề ngay này, nổ phát là nổ ngay. Chúng ta đề này. Đó. Và điều hòa vẫn đang bật. Nó mát rất là sâu. Mát rất là nhanh, và tất cả những đồ nhựa nó nhìn rất nét đấy. Các bạn nhìn thấy này. Và âm thanh thì đầy đủ nhá. Thì nên em cho anh chị các bạn nghe qua âm thanh. À, đây là động cơ của Nissan thì nhìn vào trong thì chúng ta sẽ thấy động cơ nó y hệt như chiếc Mazda 323.
một dòng xe mà nồi đồng cối đá khá không hỏng, và bản thân của xe đây chúng ta nhìn thấy nó bẩn vậy thôi nhưng nó hoàn toàn là không có một giọt dầu nào, và tất cả mặt đây nó đều bằng gang hết. Và cũng như bao những dòng xe cỏ mà em đã từng giới thiệu cho tất cả mọi người, đấy là những chiếc xe như thế này thì máy cực kỳ bền luôn, vô cùng bền. Và chúng ta hãy nhìn những cái ủ đằng sau của chassis này, nó sẽ không mọt, sẽ không bao giờ bị mọt. Và những cả những hệ thống đằng đầu này, bản thân con xe này là không có đâm đụng gì luôn. Khung zin đây, các bạn nhìn thấy khung zin ở bên trong nó là nót zin của nhà sản xuất, tem mác và tất cả những khung sườn đằng đầu này. Đấy, đủ để cho chị các bạn yên tâm mua về sử dụng. Tất cả những hệ thống capo và keo chỉ đây nguyên bản hết, là không có bị đâm đụng va kiểu gì phần đầu xe và bốn cánh và phần đuôi xe. Máy rất là thoát nhé. Máy rất là chất. Nắp dầu hơi thẳng, chúng ta cũng xem đây. Cũng không có cái hơi thừa gì nào mà thoát ra từ bên trong buồng động cơ đốt cả. Thì đó, em sẽ cho anh chị và các bạn xem qua nốt cái phần cốp xe. Cho anh chị xem qua nốt cái phần cốp xe để chúng ta cũng thể kết thúc được video clip trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay ngày 29 rồi, cuối tháng rồi. Không biết là chia nào nữa. Đây. Cái này chúng ta chỉ cần ấn vào thôi. Làm đau thẳng lên được. Đây là phần đuôi sau xe. Chúng ta có thể nhìn thấy này. Phần tô nó sẽ nguyên như thế này. Và khoang cốp thì chung là cũng đủ thoải mái để chúng ta có thể để đồ đạc ở bên trong. Ở dưới sau này chúng ta có nốt dự phòng sơ cua, một lớp sơ cua. Phần tôn của bọn dòng Nissan này chắc chúng ta sẽ miễn bàn rồi. Đây là cái máng nước. Thì một lần nữa thì em xin nhắc lại thông tin của xe là Nissan nhập khẩu Nhật Bản, sản xuất năm 1998 và sẽ bán mức giá 110 triệu đồng cho anh chị và các bạn. Đang có cái nhu cầu thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0966 668 121 để có thể chốt được em này. Chúng ta thấy bật điều hòa, nhưng mà đang bật điều hòa, đang đóng nốc mà đề phát là xe đã nổ ngay. Chúng ta chỉ cần vào số T, số D và đi như bao xe khác thôi. Chạy rất là bốc này. Và đầm và chắc. Đặc biệt cái dòng xe này là chạy đầm và chắc. Đầm xe chắc xe và động cơ 2.0 tương đối là khỏe. Và sẽ mang lại cho chúng ta cái cảm, nó sẽ mang lại cho chúng ta cái cảm giác lái và cái cảm giác chúng ta đạp ga trên đường ấy. Nó rất thoải mái. Nói chung thoải mái chân ga của mình. Và đây là đường bê tông mà chạy đã cảm giác thấy chắc chắn rồi. Chúng ta lướt lên cung đường mà nó đẹp thì chỉ biết nói một từ là êm ru. Chạy rất là thoải mái. Thực sự một điều là như vậy. Giá trị của xe thì cũng không quá cao, 101 thôi, nhưng mà nó lại cho chúng ta được cái lợi ích và nhiều cái nó rất là tiện, tiện dụng. Với khung khuôn tiền như vậy thì em nghĩ chị và các bạn là sử dụng dòng xe này hợp lý. Và xe thì chỉ có một thôi, cho nên anh chị và các bạn nhanh tay liên hệ cho em cho đến khi nào mà phần tiêu đề là xe và em sẽ chỉnh sửa lại xe đã bán, thì lúc đấy thì anh chị và các bạn sẽ ngừng điện thoại. Còn cho đến khi nào mà thông tin vẫn còn thì anh chị và các bạn hãy cứ liên hệ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau.